Đây, bên bắt đầu từ hàng của bác cả đến từ Bắc Giang. Hiện tại đang ở chợ cây Vạn Phúc các bác nha. Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Nhắc lại các bác là phiên hôm nay là phiên ngày rằm tháng 10 năm 2020. Chợ Vạn Phúc thì họp vào ngày 5, 10, 15, 20, 25, 30 âm lịch buổi sáng. Nếu như tháng thiếu thì họp vào ngày 29. Các bác nha. Có đồ mới không anh? Bàn mới. Bàn mới. Ôi. Xong thụ cả. Bao tiền cây đấy anh? Bao giá một loại? 3,5 triệu là bán. 3,5 triệu đấy. Nghe là thấy xuôi. Hai con bằng tiền. Đa lông. Alo. Đây được vào xem nào. Ký hơn nào. Huynh đệ đồng khoa này, tùy anh em gọi nào nhưng mà đấy. Hoặc là chắc là huynh đệ thì hợp lý hơn, mặc dù hơi cao. Huynh đệ chị em gì đấy, chung một gốc mà nếu như xét như các cụ chung một gốc. Đâu? Đây. Đọc chung một người. Tí em đang bận bán hàng nha. Đấy. Đây, thằng Hoàng luôn cộng thêm 200 tại chợ lúa đây. Quá. Hoàng luôn cộng thêm 200,8 thì nó xa rồi mà. Bạn anh em phải trợ nhau thôi. Mua cái này thì biết thế nào, đôi khi nó vào nhóm tích thì... Một khi đã máu đừng hỏi cháu là ai nữa. Mua xong mỗi người cứ chú 200. Lộc lá đẹp ghê nhỉ. Thôi thì ông nào 3 triệu thì lên đường nhỉ. Đa, cứ đa là bao nhiêu anh nhỉ? 9 triệu. 9 triệu. Bán là 7 triệu. Bán 7 triệu đấy. Không phải khách khứa nhiều. Không phải vào việc, không phải nói chuyện nhiều. Còn con trực kia làm móng. À, làm móng bao nhiêu anh? 10 triệu. 10 triệu, à, làm móng mà thân cốt thế ít đấy nhỉ. À, xưa nó mua nhiều tiền lắm anh, đổ con vôi to phía trước đấy. Ừ, à. Làm móng. Đấy, còn ông đẹp đẹp này có 3 triệu một cây thôi. Vào việc đi. Tộc số của người nổi tiếng ấy lại quên rồi. 034 722 9568 đấy. Ủa, 95 Lộc Phát này. Đó nhé. Đà Lông. Ôi, thích chơi đa lông cũng hay thôi. Lá nó như nhung, thích nó vàng vàng. Hoặc là cái đa búp đỏ. Cũng có người gọi là đa lông búp đỏ, nhưng mà có những cái loại đa lông như búp đỏ thì vẫn nhiều phết đấy. Nói chung là mình không thạo lắm nhưng mà đã từng thấy như thế. Đấy, với đa cổ. Đây đòn khá là rụt đúng không? Rụt lắm. À đây xem cái làm móng. Làm móng. Ừ. Nhè vệ nhè. Nó đen đen là do nước tưới được vậy. Đây hàng chậu. Cái lá móng mà các bác thấy cốt như này là cũng không nhiều. Thường lá móng nó vách nhiều hơn các bạn. Vách nhiều. Đấy, dăm này, ở đúng lá móng rồi. Nhìn dăm mẫm quả đây. Quả đây này. Quả đây. Cái này không xoay cũng nặng lắm. Số của anh Nhập, đang quay cây của anh Nhập. Đấy. Đây lại vướng mất cái thành xe rồi. Quay cái này.
cây quê cổ. Đấy, cả vợ cả con nhỏ đi xem cây này vui nhá. Vui, cuối tuần mà con, đúng phiên cuối tuần. Mỗi tội cuối tuần thì hôm nay lại dính trùng với nhiều chợ, trên Sơn Tây cũng có chợ, cho nên là vừa rồi một số cái khu thương mại Ninh Bình, một số nơi nữa, cho nên là vắng. Vắng cả cây là đến người xem thì hôm nay có vẻ là lạnh, cho nên là ra họ ra hơi trưa một tí, nhưng mà cây thì hôm nay ít. Đấy, 3 triệu cây này các bác nhé. Cao độ 70 phân. Còn những cái này thì hôm trước tôi có quay rồi. Có cây đa, cây móng với cây hai cây xanh thì mới xong thụ 3 triệu. Vâng, bác ạ. Quay cái mặt bên này với đa một tí. Thông thoát từ dưới lên trên, các bác xem, người có xem không, nó hơi ngược sáng. Đấy, sộp rồi, sộp rồi. Đây nhỉ, hôm nay lại có một con này nhỉ, đúng không? Rất hay nhỉ, nhìn rất hay. Hàm dĩ. Vừa đấy, vừa đấy. Vút đầu cười. Lần lợi còn lần sân chứ. Nó gọi là phát tài nhỉ, hay là gì nhỉ? Phát lộc. Phát lộc, phát lộc, phát lộc. Cây cao độ 1m8. Hơn 2m. Hơn 2m. Bao nhiêu? 2 triệu. Đấy, phát lộc. Từ gốc lên ngọn. Lộc này chơi trong nhà thoải mái. Rồi các bác. Đạt ma ngoài đấy, anh em mà thích cây nào có thể alo anh nhập số vừa nãy. Đấy, cây này nó ra lộc đẹp chưa này, anh cũng gọi nó cây lộc đỏ. Đây cũng một cây nữa. Lâu lâu lại cây bắc này xuống. Đấy, cây đa này nhấc bỏ ra ngoài cái chậu này. Bỏng dính rồi. Bỏng dính rồi. Đấy, cái cây đa tôi cứ từng quay ít nhất là một lần rồi đấy. Đây đa. Con này ác chưa? Đây. Đây, mà ngóc lên. Cũng bị bọ trĩ nhiều lắm, cũng chưa phun thì phải. Hôm vừa rồi tôi cũng mới phun được, cũng bị nhanh lắm các bạn. Đợt có phun một lần thì nó chết, rụng ngả dạ, nhưng mà nó lại gặp mưa các bạn. Mấy hôm nó lại bị con bọ trĩ này. Mùa này nó rất là hại. Thực tế mà nói mùa này cây cối vẫn phát bình thường quá, nhưng mà nó lại bị con này, cái xanh, nhất là cái xanh. Nó bị con bọ trĩ này, cứ nó lại con này nó lại hại ở cái chỗ nó cứ ăn lá non.
mà cái phát triển của cây là nó là do cái lá non đấy các bác. Đấy, cho nên nó làm bị trột cái cây ra. Thì đấy mình cứ chăm được, phun được ấy, thì nó như này, lúc nào nó tốt, không bất cứ mùa nào các bác nhá. Mùa này cũng không chậm đâu, cây cối không thể chậm, chỉ chẳng qua là sâu bệnh. Và mình cắt không đúng, mình cắt mà mình gặp gió thì nhiều khi nó bị khô răm ấy. Và cố gắng là duy trì giữ ẩm, phun thuốc bọ trĩ này các bác nhé, phun thuốc bọ trĩ là đẹp bộ, và tất nhiên là cố gắng giữ ẩm mùa và xịt sạch vào buổi sáng nhé. Mùa này lại có thêm một cái độc hại là sương muối, tức là có hai cái là sương muối, là ba cái sương muối, gió mùa, khô hanh và đặc biệt là con bọ trĩ tai hại lắm. Nếu mà khắc phục được ba cái đấy, cây vẫn phát triển như thường. Ok các bác, có lẽ rằng là không có cây đúng vụ các bác ở trong chỗ này.